Một, cuộc đời nữ giới tuổi nhâm thân. Tử vi chọn đời nữ giới nhâm thân nhiều giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống, tiền vận và trung vận có nhiều lao đao và nhiều việc đau buồn, tuy nhiên cũng có dịp may mắn trong việc làm ăn và gia tộc, nên vượt được nhiều trở ngại trong cuộc sống. Số vào hậu vận thì được tốt đẹp, không đến đổi phải nghèo khổ như các tuổi khác. Tuổi nhâm thân tiền vận và trung vận thì vất vả, hậu vận được an nhàn. Số hưởng thọ trung bình từ 65 đến 75 tuổi là mức tốt đa, nhưng nếu ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. 2. Tử vi chọn đời tuổi nhâm thân nữ mệnh tình duyên. Về vấn đề tình duyên, tuổi nhâm thân cũng có nhiều cay đắng, nhưng theo số tử vi của tuổi nhâm thân về vấn đề tình duyên thì có chia ra làm 3 trường hợp như sau. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sinh vào những tháng 1 và 7 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sinh vào những tháng 2, 5, 9, 10 và 11 âm lịch. Nhưng nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ hưởng được hoàn toàn hạnh phúc không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là nếu bạn sinh vào những tháng 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình duyên của bạn theo tháng sinh, bạn nên căn cứ theo trên mà quyết định lấy cuộc đời. 3. Gia đạo, Công danh. Phần công danh nếu có cũng chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi. Gia đạo yên vui và có nhiều êm ấm, phần gia đạo được hoàn toàn tốt đẹp trong suốt cuộc đời. Sự nghiệp sẽ phải hoàn thành và vững chắc vào tuổi 36 trở đi. Tiền bạc vào hậu vận thì mới có nhiều kết quả tốt. 4. Những tuổi hợp làm ăn. Theo luận đoán tử vi, những tuổi sau đây hợp cho sự làm ăn của bạn. Nếu làm ăn, hùn hợp hay giao dịch tiền bạc với những tuổi này thì cuộc đời bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp đó là các tuổi nhâm thân đồng tuổi, giáp tuất, mậu dần. Những tuổi trên đây rất hợp cho sự làm ăn của bạn trong mọi việc làm ăn. Năm, tử vi chọn đời tuổi nhâm thân nữ mệnh lựa chọn vợ, chồng. Trong việc kết hôn hay lựa chọn về việc hôn nhân bạn nên chọn cho kỳ được những tuổi này cuộc sống bạn sẽ được bảo đảm và không bao giờ có sự lo nghĩ cho cuộc đời. Nếu kết hôn với những tuổi này sớm hay muộn bạn cũng được sống một cuộc đời sung sướng, hạnh phúc hoàn toàn, đó là các tuổi nhâm thân, giáp tuất, mậu dần canh thìn nếu bạn kết hôn với tuổi nhâm thân và giáp tuất cuộc đời bạn được đẩy mạnh lên cao và cuộc sống được giàu sang phú quý với tuổi mậu dần và canh thìn cuộc sống bạn có nhiều cơ hội phát triển về vấn đề tiền bạc sống một cuộc đời sung sướng hoàn toàn vì những tuổi trên rất hợp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên và hợp cả về đường tài lộc nên dễ tạo được cuộc sống hoàn toàn đầy đủ nếu bạn kết duyên với những tuổi này đời sống của bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi đó là nếu bạn kết duyên với những tuổi Đinh Sửu, Tân Mùi và Kỷ Tỵ. Vì những tuổi trên đây chỉ hợp với bạn về đường tình duyên mà lại không hợp về đường tài lộc, cho nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, cuộc đời bạn có thể sống trong sự nghèo khổ, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi Quý Dậu và Kỷ Mão, vì những tuổi này không hợp luôn cả vấn đề tài lộc. Những năm ở vào tuổi này, bạn không nên kết hôn, vì kết hôn bạn gặp cảnh xa vắng triền miên hay ít ra cũng sẽ có nhiều đau khổ về việc lấy chồng, đó là những năm mà nếu bạn ở vào số tuổi 22, 28, 34, 40 và 41. Sinh vào những tháng này bạn sẽ có nhiều chồng có số đa phu, đó là nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 10 và 11 âm lịch. Sinh vào những tháng kể trên bạn sẽ gặp phải nhiều trường hợp lắc léo về vấn đề tình ái trong cuộc đời. 6. Những tuổi đại kỵ nếu làm ăn hay kết duyên hay làm ăn với những tuổi này bạn sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi xung kỳ với tuổi nhâm thân, đó là các tuổi ất hợi, bính tý, nhâm ngọ, đinh hợi, mậu tý, canh ngọ và giáp tý. Về vấn đề gặp tuổi đại kỵ thì tuổi nào cũng phải để ý và làm những công việc như dưới đây để tránh việc xung khắc có thể gây nên nhiều chuyện rắc rối, khó khăn cho cuộc đời. Có 3 trường hợp mà gặp tuổi đại kỵ bạn phải lưu ý. Trường hợp thứ nhất, gặp tuổi kỵ về việc hôn nhân, trong việc hôn nhân nếu hai bên đã lỡ thương yêu nhau và quyết định cùng nhau lập gia đình, nhưng rồi lại gặp tuổi kỵ thì tốt hơn hết thì hãy âm thầm ăn ở với nhau, tránh việc làm lễ hiệp hôn hoặc ra mắt bà con, họ hàng thân thuộc một cách linh đình, có như vậy mới có thể ăn ở với nhau trọn đời được và không sợ nữa đường đứt gánh hoặc gặp những chuyện chắc trở, tan vỡ bất ngờ. Trường hợp thứ hai, gặp tuổi kỵ về việc giao dịch làm ăn, trong vấn đề giao dịch, làm ăn nếu gặp phải những người có tuổi kỵ không hợp với tuổi của bạn thì nên tránh không nên hùn hợp, hợp tác làm những công việc có tính cách lâu bền và tránh những chuyện làm ăn lớn, tránh giao dịch nhiều vấn đề tiền bạc, để khỏi bị thua lỗ hoặc thất bại. Trường hợp thứ ba, gặp tuổi kỵ trong gia đình thân thuộc, nếu trong gia đình thân tộc mà có người kỵ tuổi với bạn thì nếu có thể được hãy tránh ở gần nhau, nên nhường nhịn nhau để tránh việc khắc khẩu. Hàng năm phải coi sao hạn của mỗi người, mỗi tuổi mà cũng sao để giải hạn thì sẽ được yên ổn. 7. Những năm khó khăn nhất, Tuổi nhâm thân có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 26, 30 và 33 tuổi. Những năm này nên đề phòng bệnh tật hay tai nạn hoặc làm cho bạn có thể bị hao tài tốn của bất ngờ. 8. Tử vi chọn đời tuổi nhâm thân nữ mệnh diễn tiến từng năm. Từ 18 đến 22 tuổi, ngay đầu năm 18 tuổi, bạn đã gặp được mối tình rất đẹp, mối tình này kéo dài mãi cho đến cuối năm bạn 22 tuổi, nhưng rồi lại bị tan vỡ một cách hết sức bất ngờ người mà bạn yêu, bạn sẽ không thể nào kết hôn. Nhưng người bạn trai đến với bạn vào giữa năm bạn 19 tuổi, nghĩa là khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 âm lịch. Người này sẽ là chồng của bạn một cách bất ngờ, nhưng lại rất có hạnh phúc. Năm 20 tuổi, bạn sẽ có tài lộc một cách bất ngờ vào giữa mùa đông. Năm 21 tuổi, về vấn đề công danh rất sáng tỏ. Năm 22 tuổi, bạn phải chịu một sự đau khổ tuyệt đỉnh về vấn đề tình cảm. Từ 26 đến 30 tuổi, đây là thời gian đẹp nhất của tuổi bạn, từ 23 đến 25 tuổi bạn sẽ lập gia đình trong những năm này và sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Suốt trong khoảng thời gian này tài lộc của bạn hết sức dồi dào. Tình cảm lúc nào cũng gặp hoàn toàn những chuyện rất đẹp và may mắn. Những năm thành công nhất của đời bạn, bạn nên cố khai thác những năm này để mà xây dựng sự nghiệp. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 và 32 tuổi có đau bệnh bất ngờ và rất nặng giữa năm 33 tuổi, coi chừng bị tai nạn như xe cộ hoặc ngã từ trên cao xuống. Năm 34 tuổi, có hao tài, kỵ đi xa. Năm 35 tuổi, có một sự xúc động mạnh về vấn đề tình cảm vào khoảng tháng 4 và 6 âm lịch. Cuối năm có hoành tài bất ngờ. Từ 35 đến 40 tuổi, năm 35 tuổi, có dịp tốt và nhiều may mắn, việc làm ăn được phát triển mạnh mẽ về đường tài lộc cũng như về công danh có phần lên cao. Năm 36 tuổi. Năm này hãy cẩn thận về tiền bạc, việc làm ăn có thất bại, không nên đi xa vào tháng 8 và tháng 10. Năm 37 tuổi, năm này có nhiều tốt đẹp và có kết quả về đường tài lộc cũng như về vấn đề sự nghiệp được phát triển mạnh mẽ. Năm 38 tuổi, nhiều điều tốt về vấn đề tài lộc, tình cảm phát đạt vào những tháng 7 và 8. Năm 39 tuổi, năm này có xấu vào hai tháng 6 và 9, ngoài những tháng khác có nhiều tốt đẹp. Năm 40 tuổi, năm này làm ăn có triển vọng tạo lấy sự nghiệp. Tiền bạc dồi dào, kỳ tháng 10 không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi trung bình, không có việc gì quan trọng xảy ra, toàn năm tài lộc và tình cảm chỉ ở trong mức độ trung bình. Năm 42 tuổi, năm này khá tốt vào những tháng 2 và 6, những tháng khác bình thường. Năm 43 tuổi, năm này khá tốt vào khoảng giữa năm trở đi, đầu năm không được nhiều tốt đẹp lắm, cẩn thận về tiền bạc. Năm 44 tuổi, năm này trung bình việc làm ăn không có phát triển về tài lộc cũng như về tình cảm, kỳ tháng 10, đề phòng tai nạn hay bệnh tật. Năm 45 tuổi, toàn năm đều có phần tốt đẹp, làm ăn được nhiều may mắn và gặp hoành tài vào những tháng 8 và 10, những tháng khác bình thường. Từ 46 đến 50 tuổi, năm 46 tuổi, năm này coi chừng vào tháng riêng và 6, hai tháng bất lợi cho vấn đề làm ăn, ngoài những tháng khác đều tốt đẹp. Năm 47 tuổi, hai tháng có nhiều chuyện buồn phiền, Ngoài những tháng khác thì việc làm ăn ở vào mức độ trung bình. Năm 48 tuổi, những tháng 1, 6, 10, những tháng này chủ trương làm ăn hay giao dịch về tiền bạc thì phần nhiều thắng lợi. Năm 49 tuổi, năm này được nhiều phước lộc và có nhiều việc hay trong cuộc sống, nên cẩn thận về tiền bạc. Năm 50 tuổi, năm này làm ăn bình thường không có việc gì quan trọng xảy ra trong cuộc sống. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, năm 51 tuổi, năm tốt đẹp, toàn năm gặp được nhiều may mắn năm năm mươi hai tuổi, năm này không nên đi xa hoặc làm ăn lớn không được tốt hoặc có thể bị thất bại bất ngờ. Năm năm mươi ba tuổi, năm này nên lo việc xa đảo thì tốt hơn mọi việc khác. Năm năm mươi bốn tuổi, năm này có phát triển về vấn đề tài lộc và tình cảm, cẩn thận việc giao thương, không có việc gì quan trọng cho cuộc đời, gia đình yên vui, tiền bạc điều hòa, cuộc sống có phần phát đạt về tài lộc cũng như về tình cảm số tốt, được nhiều may mắn trong cuộc đời. Từ 56 đến 60 tuổi, năm 56 và 57 tuổi, hai năm có cơ hội thuận tiện trong việc làm ăn, sức khỏe có sút kém đôi chút, không nên đi xa hay giao dịch tiền bạc sẽ bị mất. Năm 58 và 59 tuổi, hai năm này có nhiều xa sút về tài lộc, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Năm 60 tuổi tạm khá, sức khỏe có kỵ vào tháng 10. Để có thể tìm hiểu chi tiết vận hạn từng năm về mọi mặt trong cuộc sống, mời bạn đọc tham khảo kênh cường mptv để biết thêm thông tin mới nhất về tuổi của mình hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo của mình nha